thầy chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết học Câu chuyện âm nhạc khám phá buổi sáng của Sơn Ca, tác giả Hồ Ngọc Khải. Ánh nắng buổi sớm vàng óng xuyên qua vòm lá chiếu thẳng vào tổ Sơn Ca. Chú chim nhỏ thức dậy, vương cổ chiếu chiếu, hót chào bình minh, ăn vội bữa ăn sáng rồi rời tổ. Sơn Ca bắt đầu bài tập bay của mình vào buổi sáng. Sơn Ca vỗ cánh nhịp nhàng trên bầu trời trong lành và ấm áp. Dưới cánh đồng, Sơn Ca thấy bạn mèo vừa chạy vừa meo meo gọi chó. Chó đi thong thả, thỉnh thoảng lại co chân chạy, vừa chạy vừa sủa gâu gâu. Gà mẹ tục tục, vịt mẹ khoác khoác, dẫn bầy con đông đúc đi kiếm ăn. Gà con, vịt con chạy theo mẹ, vịt kêu chiếp chiếp gọi nhau. Sơn Ca xà xuống, cất tiếng chiếu chiếu: "Xin chào các bạn." Mèo chó vịt gà cũng đáp lại rộn rã. Chim nhỏ sải cánh dọc theo con đường nhựa dẫn đến đường thành phố nhộn nhịp. Trên đường, những tiếng ô tô thỉnh thoảng lại bóp còi bim bim. Vượt qua ngã tư, Sơn Ca trông thấy các bạn học sinh xinh xắn trong bộ đồ mới đang xếp hàng trên sân một ngôi trường tiểu học. Bạn nào cũng đẹp, cũng dễ thương xinh xắn trong bộ đồng phục mới. Tiếng trống tùng 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 từng hồi, tiếng nhạc nổi lên, các bạn học sinh đồng thanh hát bài quốc ca hùng tráng. Trên đường trở về nhà, kết thúc bài học bay của mình, Sơn Ca chợt nghĩ: "Ôi, cuộc sống thật tuyệt vời và tươi đẹp khi có biết bao âm thanh tươi đẹp và sinh động hòa trộn, và cảm thấy thêm vui vẻ yêu đời." Và bây giờ thầy cho chúng ta cùng nghe nhạc Quốc ca Việt Nam.
Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Thật nhiều kiến thức mới, thú vị và thật vui nhé.